Khắp trên toàn thế giới, cách riêng là giáo hội Việt Nam chúng ta với lòng sung kính Đức Mẹ, suốt cả một tháng qua chúng ta đã hy sinh cầu nguyện, lần hạt và dâng hoa lòng, dâng hoa hy sinh, dâng hoa bác ái, và cộng đoàn chúng ta cũng đã hy sinh để tập dượt, và hôm nay là ngày kết thúc tháng Mẹ 31 tháng 5. Toàn thể cộng đoàn giáo xứ chúng ta cùng chung một tâm tình để sống tinh thần hiệp hành với Mẹ trong ngày kết thúc tháng Mẹ. Trước hết chúng ta tạ ơn Chúa cùng với Đức Mẹ đã thương chúng ta rất nhiều, nhất là trong đời sống đức tin và trong cuộc sống thường ngày. Đối với cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong 4 tháng trùng tu nhà thờ
và chúng ta cũng đã kịp để cho đêm hôm nay chúng ta được diễn ra một cách thuận lợi nhất. Chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Rồi trong một tháng qua, chúng ta cũng đã đón nhận nhiều ơn Chúa qua sự hướng dẫn của Đức Mẹ cho mỗi gia đình chúng ta được bình an. Và giờ này là chúng ta cơ hội bày tỏ cho mọi người biết được tinh thần hy sinh và sự hiệp hành của mỗi thành phần dân Chúa trong cộng đoàn chúng ta. Tôi mời gọi anh chị em chúng ta cùng hợp ý với 260 con hoa. Trong đêm nay, chúng ta sống tâm tình cùng với mẹ thăm viếng bà Elizabeth. Đó là niềm vui của hai người mẹ được thể hiện bằng niềm vui của hai bào thai ở trong cung lòng của hai người mẹ. Đó là sự hiện diện của mẹ đối với gia đình Elizabeth và sự hiện diện của Chúa Giêsu đối với nhân loại qua đại diện là bà Elizabeth. Chúng ta cùng chúc tụng và tạ ơn Chúa. Giờ này xin Chúa chúc phúc cho chúng ta và xin Chúa cho mỗi người chúng ta, cách đặc biệt là 260 con hoa, dùng hết tâm tình, lòng sốt sắng, yêu mến của chúng ta. Trong những ngày chúng ta đã hy sinh tập dượt, giờ này chúng ta cố gắng tập trung để làm một cách tốt nhất, dâng lên mẹ những điều đẹp nhất. Xin mẹ tiếp tục ban ơn phù trợ cho mỗi người, mỗi gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe tin mừng trước khi chúng ta bắt đầu. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, chỉ đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần chỉ tôi hớn hở vui mừng vì trên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ thì hèn mòn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh, chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa đồ trị Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth đủ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ yêu dấu của chúng con. Chúng con biết rằng mẹ luôn quan tâm, dõi theo, đồng hành và hướng dẫn chúng con trong đường đi nước bước của hành trình đức tin. Thế nhưng phần lòng con, nhiều lần chúng con đã bất hiếu với mẹ, đã không nghe lời mẹ chỉ dẫn, cho nên chúng con đã lầm đường lạc lối. Hôm nay trong tinh thần hiệp hành, chúng con xin được bày tỏ tất cả tâm tình của con cái giáo xứ chúng con qua đêm dâng hoa này. Xin mẹ vui lòng đón nhận những hy sinh của từng cá nhân, từng gia đình, và nhất là xin mẹ củng cố sự hiệp thông trong gia đình và trong đời sống cộng đoàn giáo xứ chúng con, để cùng với mẹ chúng con mang Chúa đến cho người khác như mẹ đã mang Chúa đến cho người chị họ là bà Elizabeth,
và niềm vui đã được thể hiện khi mẹ cùng với bà Elizabeth tay bắt mặt mừng. Xin cho chúng con được gặp gỡ nhau trong đời sống hàng ngày, biết vui mừng trong niềm vui của Chúa, niềm vui có mẹ hướng dẫn, phù trì, che chở. Lạy mẹ Maria, yêu dấu của chúng con xin dâng lên mẹ mỗi người, mỗi gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúng con. Và của lễ chúng con dâng đó là công trình nhà thờ mà chúng con đã miệt mài trong suốt 4 tháng qua, nay đã sắp hoàn thành nhờ sự chúc phúc của Chúa và sự che chở bảo vệ của mẹ. Xin mẹ tiếp tục nâng đỡ, hướng dẫn và đồng hành với giáo xứ chúng con. Giờ đây với tất cả tâm tình đó, chúng con xin mẹ thương lắng nghe, dõi theo những ca từ, những vô điều mà chúng con thể hiện, bày tỏ cho tất cả mọi con tim trong giáo xứ. Xin anh chị em chúng ta cùng hướng lòng về mẹ, cùng với trung tâm tình với 260 con hoa, và chúng ta bắt đầu đêm dâng hoa kính mẹ, kết thúc tháng mẹ. Amen. Nên đền Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
sinh giữa đời, đây hoa thơm dân về mẹ yêu, xin mẹ nhận lấy lòng thành đoàn con tiến dâng lên mẹ yêu. Đây hoa thơm dân về mẹ yêu, xin mẹ nhận lấy lòng thành đoàn con tiến dâng lên. Sáng người cho chúng con và giáo hội về tinh thần giáo hội hiệp hành. Mẹ đã thưa xin vâng với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cuộc đời mẹ là bài ca Magnificat tuyệt diệu, luôn thở lạy, cảm tạ và ca khen ba ngôi Thiên Chúa. Nay chúng con trong thân phận tôi tớ tội lỗi, xin dâng lên mẹ những đóa hoa lòng đơn sơ để tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa ba ngôi và ca khen mẹ. Cúi xin mẹ đoái thương hiệp hành với quê hương, với xứ sở, với giáo hội Việt Nam thân yêu và với mỗi người chúng con. Yeah.
những ngọn nến của niềm tin, đốt lên trong mỗi thành viên chúng con ánh sáng của lời cầy trong, dẫn đưa chúng con trong đêm tối cuộc đời. Như xưa mẹ đã cùng con mẹ tự hành trên bước đường cực thế. Xin soi dẫn niềm tin chúng con đến bến bờ ánh sáng, nơi Đức Giê-xu con mẹ hiện trì đời đời. Lạy mẹ Maria, chúng con xác tín sâu xa rằng hành trình của cuộc sống chúng con không thể thiếu trái tim yêu thương và bàn tay từ mẫu dịu hiền của mẹ dẫn đưa. Cách đặc biệt hơn, tháng hoa cũng là cơ hội mỗi chúng con suy ngẫm và sống những ý chỉ của năm củng cố sự hiệp thông. Xin mẹ luôn đồng hành với mỗi chúng con, để chúng con luôn thắp sáng yêu thương qua chính mẫu gương sống đồng sinh vâng của mẹ. Nhờ đó, chúng con, đặc biệt là các bạn trẻ, được lớn lên trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Thank you.
hồng thơm bay nghi ngút, chúng con thành kính dâng lên mẹ. Xin mẹ cho đời sống chúng con luôn tỏa ngát hương thơm tình yêu. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ thưa hai tiếng xin vâng. Trong cuộc sống nhiều gian nan thử thách, và đó cũng là những nén hương thơm chúng con dâng tiến mẹ mỗi ngày.
tính đỏ tươi, tượng trưng cho cuộc sống của chúng con mỗi ngày. Chúng con xin dâng trong vòng tay từ ái của mẹ. Xin mẹ biến đổi từng tâm hồn của chúng con để trở nên những đóa hoa tươi thắm hương nhân đức trong mọi biến cố của cuộc đời, và biết dõi theo gương mẹ sống tin yêu phó thác trọn vẹn nơi Chúa.
cộng đoàn giáo xứ chúng con dâng kính mẹ qua muôn ánh nến lung linh, hoa ngàn hương trầm nghi ngút và muôn hoa sắc thắm. Giờ đây xin mẹ giúp mỗi người chúng con biết dõi bước theo mẹ đi vào đời, rạng soi trần thế bằng ánh sáng lời Chúa, bằng sức nóng của tình yêu thương, tha thứ quảng đại và cảm thông. Mẹ ơi, xin thương đồng hành với chúng con. Giờ đây, cộng đoàn giáo xứ chúng con xin kính dâng lên mẹ những ý nguyện riêng tư của mỗi người chúng con. Cùng những của lễ hy sinh, xin kính dâng lên mẹ, xin mẹ thương đón nhận. Mẹ là mẹ.
dấu hiệu từ lời hy sinh của gia đình, bản thân và mọi người của ta. Chúng ta sẽ đi hàng nơi.
lực dâng con dâng lên thiết tha, mẹ yêu ơi tháng hoa đã về. Nguyện dâng lên ngàn hoa hương thơm quê sắc màu, đoàn con cùng hòa ca chúc khen mẹ thiết tha. Khúc biết dâng ngàn hoa sắc hồng, đoàn chúng con cùng nhau dâng tiên, em dâng dâng lên lấy lòng thành đoàn con tiên dâng. Buổi lễ ra sau đó chúng ta sẽ nào ta về đây dâng muôn ngàn hoa hợp bao tiếng ca dù sương trầm. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa trải qua những giây phút rất tuyệt vời cùng với bè chúng ta sống sự hiệp hành, cùng với bè chúng ta được sống đức tin trong những khoảnh khắc rất cảm động với sự cố gắng của 260 con hoa đại diện cho tổng đoàn giáo xứ chúng ta, và sau cùng là được từng người từng gia đình chúng ta tiến chân của lễ dâng lên trước tòa mẹ. Chúng ta xin đức mẹ thương chúc lành cho chúng ta và nhận của lễ nhỏ mọn của chúng ta. Giờ đây xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn đạo diễn Trăng Vỡ, cảm ơn tất cả những anh chị em đã công tác trong những thời gian qua tập dượt, và hôm nay chúng ta có một đêm thật hạnh phúc tuyệt vời. Chúng ta chào mẹ và chúng ta chào nhau một tràng pháo tay. Giờ đây chúng ta cùng nhau đón nhận phép lành. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, bà con, bà Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em một đêm ngủ bình an. Con xin dâng cho mẹ. Thành đoàn con tiên dâng lên.
xin cảm ơn tất cả anh chị em, cảm ơn tất cả các con, cảm ơn tất cả mọi thành phần đã đóng góp cho đêm hôm nay. Một đêm rất là tuyệt vời, chắc chắn là Đức Mẹ sẽ rất hài lòng với sự cố gắng của chúng ta.